Em xin kính chào quý thầy cô cùng toàn thể các bạn. Em tên là Nguyễn Thị Kim Ngân, học sinh lớp 5C, trường tiểu học Sương Lâm. Hưởng ứng cuộc thi khoảnh khắc của em với chủ đề Cùng em làm việc tốt mỗi ngày do Liên đội trường tiểu học Sương Lâm phát động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Em đã làm một video ngắn ghi lại khoảnh khắc những việc làm tốt của mình để chia sẻ cùng các bạn. Giúp mẹ làm việc nhà là niềm vui, đồng thời cũng là sở thích mỗi ngày của em. Bởi lẽ trong những ngày nghỉ dịch học trực tuyến ở nhà, em mới thấy mẹ thực sự vất vả như thế nào. Từ sáng tới tối, mẹ làm việc luôn tay luôn chân. Chính vì vậy, ngoài những lúc học tập, em đã dành một chút thời gian để giúp mẹ. Đầu tiên chỉ là những việc rất đơn giản như nấu cơm, lau dọn nhà cửa, phơi quần áo, trông em hay quét rác vệ sinh khoảng sân nhỏ trước nhà, rồi giúp bố chăm sóc các chậu cây cạnh ngoài hành lang, đôi lúc lại giúp bạn học bài qua online khi các bạn gặp khó khăn nữa. Mỗi ngày, chỉ một vài việc nhỏ thôi mà em cảm thấy như mình đã lớn hơn, hiểu biết hơn rất nhiều. Để cuộc sống mỗi ngày một niềm vui, thông qua cuộc thi này, em muốn nhắn gửi tới các bạn một thông điệp nhỏ. Chúng mình hãy cùng nhau làm thật nhiều việc tốt các bạn nhé!